Chào các bạn đã đến với kênh Kiệt Hải Vlog ha. Thì hôm nay mình thấy một số cây trong vườn mình á, nó bị ốc sên ăn rễ nhiều quá. Thì mình sẽ thay giá thể cho nó. Ví dụ các bạn nhìn thấy cây kia đó nè. Cái rễ nó nè. Đó. Rễ nó bị ngắn ngắn, nó đi không có được thẳng á các bạn. Nè ví dụ như cây đây nè. Cây này cây nhỏ các bạn ha. Để mình quay kỹ cho các bạn nè. Đây. Đó. Rễ nó ra nó không được thẳng nè, nó yếu nè, không cây này cũng vậy nè, đó rễ nó ra nó đi nó không được mập khỏe, rất là yếu các bạn ha, cây cũng không được tốt nè. Đó, mình sẽ thay giá thể này ha. Cái này thì giá thể là phân phân nén, phân viên nén. Cái này phân trùng quế nén thì nó cũng không có được tốt lắm, nên mình chuyển qua giá thể phổ thông các bạn. Rồi các bạn cùng xem mình ha, thay ha. Rồi đầu tiên đối với cây này thì mình sẽ tháo ra ha, để mình thay giá thể cho nó. Các bạn lấy đi từ rồi nha. Đó, cứ các bạn lấy từ ra đó. Ví dụ nó dính thế này thì chút mình sẽ rửa dưới nước thì nó sẽ ra hết à. Cây này cũng giá thể sạch nhưng mà mình sẽ thay luôn đi. Cho nó qua chậu mới nó bị móc rồi nè. Móc đây nè. Nè, giá thể bị móc nè. Mình cứ tháo từ từ coi ha. Từ mình nhắc cây lên. Nhẹ nhẹ thôi. Đây. Bộ rễ nó đây. Mình nhẹ nhẹ mình nhấc cái cây ra ha. Các bạn cứ làm từ từ ha. Chừng nó đứt gãy nó. Mình lấy ra từ từ. Không, gãy nó bị hư hết rồi ha. Nè. Đây mấy cái gãy này nè. Bị ăn hết hư hết nè. Sên nó ăn các bạn. Thì những cái rễ nào mà nó không có phát triển được mình cắt bỏ luôn ha. Đây, ví dụ như cái đầu rễ này nè, nó bị đen nè. Đen là mình cắt luôn, cắt bỏ luôn để cho nó ra rễ mới. Rễ này cũng chết rồi nè. Cắt bỏ bớt đi bạn, cho nó ra rễ mới nó mạnh hơn. Mình sẽ dưỡng lại cây này cho nó ra tốt hơn ha. Mình xem xét lại mấy cái rễ này ha, coi nó có rễ nào nó bị hư thì mình cắt bỏ luôn các bạn. Nè, rễ nó phát triển không có được tốt rồi các bạn. Nè, ví dụ từ đây nè, nè, từ đây nó đang đi ngon lành đúng không? Từ chỗ này nó bị ngắn rồi nè, đó là do nó gãy bị đứng lại ha, sau này phát triển tiếp nè, thì mấy gãy này nó sẽ yếu các bạn ha. Nó rồi cây lớn này coi sao, lớn này thì mình có thể giữ lại nè, nhưng mà giá thể mình phải bỏ ra luôn các bạn. Nhưng mà cái giá thể này là nó bị hư rồi nè, bỏ ra đi. Mấy này mình bỏ gãy luôn cho nó đi, là gãy mới cho nó khỏe hơn. Cái đầu gãy này là đen hết rồi nè. Đồ gãy đen hết nè. Cắt bỏ luôn các bạn ha.
các bạn đừng có sợ ha, mùa này thì cứ cắt bỏ đi cho nó ra cái rễ mới nó mạnh hơn. Đó, mình chỉnh lại cái rễ nó cho nó đẹp luôn nè, cắt luôn, cắt bỏ mấy rễ đen hết đi cho nó thay qua với rễ mới nó khỏe rễ hơn. Cái này á là lúc trước á làm cái mốt á, mốt Hà Lan các bạn. Các bạn bỏ luôn cái mốt này ha. Tại vì mốt này á là cái lúc nó kích thước cây rễ thôi. Mà trồng thời gian thì nó rễ nó không sẽ đi xuống, mình bỏ này ra luôn cho rễ nó phát triển mạnh hơn. Có cái dây rút nè. Cắt bỏ luôn. Nó mình lại bỏ ra, là bỏ hết mấy cái này ra cho nó thoáng cái bầu rễ nó ra nó phát triển mạnh hơn. Đây có cái mầm gốc nhỏ nè. Nè, mầm gốc nhỏ đây nè bạn. Đây nè. Ở đây mầm nữa nè. Mình lại bỏ với hệ cũ ha. Bỏ hết đi cho nó thoáng bầu rễ ra là nó lên được tốt à. Chứ rễ cũ bây giờ các bạn để nó cũng không có lên được. Nó sẽ cản cái sức bật của cái cây của mình. Rễ mà nó các bạn thấy mà nó bọng bọng ở trong nè. Thực tế nó trong đây nó cũng bọng hết nè. Nhìn nó thấy quậy xanh xanh vậy chứ trong đây nó cũng bọng hết. Nè mềm hết à. Mình bỏ luôn. Được không? Các bạn thấy thấy rễ bọng không nè? Để mình zoom kỹ cho các bạn ha. Đó. Đó, cái điểm này nè. Nhìn thấy rõ ràng nè. Cái rễ nè. Ở trong cũng bỏng hết trong à. Rễ hư các bạn. Rồi. Thì mình sẽ thay qua cái chậu lớn thế này ha. Mình cũng thể gỗ thông nè. Gỗ thông này thì mình làm 2 2 3. Đó mình cứ để như thế này. Và mình tận dụng lại cái cây cũ của nó ha. Cái cũ của nó nè. Để cho nó đứng lên, mình cắm xuống thôi. Rồi, mình cho cái cây nó vào. Ví dụ như cây này đi, mình sẽ để như thế này. Nè lưu ý là nó có hai cái mầm nó ra nè, không hai mầm nhỏ nè, mình để cho hướng ra ngoài ha, để cho nó dễ phát triển và nó ra nó thì nó không bị chọt các bạn ha. Mình dùng là một cái kẹp ha, mình kẹp lại cố định cây là. Rồi. Để đi đi rồi chút mình sẽ bỏ cái gỗ thông hạt bắp vô. Đây, mình tận dụng là
này trên đây nó lên một cái cây nhỏ nữa bạn, thì để cây nó rễ dài ra khoảng chừng 2 cm là mình hãy ngắt nó ra ha, tách nó ra. Rồi mình coi lưu ý nè, cây này nó cũng ra mầm mầm nè các bạn. Mầm gốc của nó nè, các bạn thấy mầm gốc không? Thì mình nên mình để cái mầm gốc nó ra hoài ha, để cho nó dễ lên, đừng có để mầm gốc ngược lại vô trong đây thì lúc nó lên nó sẽ bị dướng ha. Để cho bộ rễ nó banh ra, tới hồi nó lên nó phát tủa ra được rồi. Rồi mình cố định lại. Cây này mình thấy nó hơi bị còi các bạn ha, thì mình để đây tới cuối năm thì nó sẽ khác liền các bạn, mình trồng lại cho nó phát triển, chứ mình để cái thời gian nó bị đứng cây, ốc sên nó ăn nhiều quá. Rồi mình dùng kẹp mình cố định cây lại ha. Tiếp theo mình sẽ cho cái vỏ thông lên nó ha bạn, cái thông mini nữa bạn, mini nè đó, mình để mình lắp cho nó đều cái phần cái cây của nó. Mình cho chút đạm Mỹ vô ha. Cái này cũng vậy. Đạm này đạm tan chậm của Mỹ quá. Và mình cho tiếp cái phần vỏ thông vô. Rồi mình sắp cho cây nó đứng rồi các bạn, ló cái mầm gốc nó ra, đừng có để cho nó bít mầm gốc nó không, các bạn thấy mầm gốc mình để cho ló ra không? Rồi đây cây sau khi mình đã thay xong các bạn đó, mình thay giá thể xong thì cây như thế này ha, thì mình để khoảng chiều ha, rồi mình hãy tưới nước ha, để từ từ tưới nước, không cần tưới nước gấp đâu bạn đó, để cho nó khô vết cắt đi đó. Nhớ lưu ý là cho nó ló cái phần mầm chồi nó ra, từ gốc nó ra, mầm gốc đó.
đó, cho móc lên ha, từ từ gãy nó sẽ bán ra ha. Nó ăn thôi mới những phân này nè, phân này phân tan chậm, từ từ nó sẽ nở ra rồi nó mới ăn được, chứ giờ hiện tại thì nó lâu tan lắm. Đây hoa của mình đây, cánh bay các bạn ha, cho các bạn xem một số loại hoa của mình nè, nói nhiều các bạn. Đây hoa, đây hoa tím này, hoa da hạt tím. Đây là cái chồi nó lên nè bạn. Đây các bạn ha, đây là cái chồi hoa nè, nó mới ra nè. Nó gồm có luôn cái phần của cái này là cái kỳ ha. Đây chồi hoa nè. Này là năm cánh ám cổ ha, ám cổ văn giang, ám cổ văn giang. Thì để mốt có hoa nó nở thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Đây là cái dàn kỳ nè, kỳ năm năm nay nó ra nè các bạn. Kỳ ha. Rồi video về cách tách kỳ trồng qua chậu mới của mình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye.